Bún chả Hà Nội là một món ăn nổi tiếng của vùng đất thủ đô. Đây là món ăn được ưa chuộng nhất nhì tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam, được lan tỏa ra rất nhiều nước trên thế giới và đặc biệt là các nước châu Âu. Thầy Y, một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam, thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy món bún chả Hà Nội, đã có hàng trăm học viên được học và kinh doanh thành công với món ăn này. Chị Diễm hiện đang sống và kinh doanh tại Thụy Sĩ. Chị có kế hoạch kinh doanh mô hình bún chả Hà Nội và đã tìm đến thầy Y để học bí quyết kinh doanh món ăn này theo phương pháp học từ xa. Thầy Y đã chuyển công thức cho chị Diễm để chuẩn bị nguyên liệu thực hành. Chị học món bún chả qua màn hình từ xa và thực hành song song theo sự hướng dẫn của thầy Y. Rồi một ngày cuối tháng 6, 2023 thì chị Diễm từ Thụy Sĩ đã tìm đến thầy để học cái nghề là bún chả Hà Nội. Phải nói bún chả Hà Nội nó nổi tiếng không những là Hà Nội mà ở các tỉnh phía Bắc và lan tỏa ra cả miền Nam, các thành phố lớn và các nước trên thế giới. Hiện nay thầy dạy rất nhiều cái món bún chả cho các bạn ở nước ngoài như là Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi những cái nước châu Âu, Mỹ. Đó thì hôm nay là chị Diễm là từ Thụy Sĩ, chị đi học cái nghề này. Bún chả Hà Nội phải nói là món rất là ngon, món ăn rất là đặc trưng và ngon của Hà Nội. Tuy nhiên cái nghề này nó mang tính gia truyền, thành ra cái nghề thường là giấu nghề. Đó, và cái cách làm truyền thống gia đình thì cái món bún chả chưa đạt cái đẳng cấp cao. Thì thầy là nghiên cứu cái món này rất là nhiều năm và đưa cái món ăn nó lên một cái tầm cao. Làm cho sao cái chả nó giòn dai và cái thịt nó phải mềm. Và cái hương vị đúng cái hương vị của Hà Nội. Cách làm ra thịt nướng mềm, thơm ngon và không bị khô với hương vị đặc trưng là rất quan trọng. Từ khâu chọn lựa nguyên liệu, sơ chế, cách cắt thịt, xay thịt làm chả đến cách làm mềm thịt, định lượng gia vị, hương liệu đã được thầy Y hướng dẫn rất tỉ mỉ. Thầy hướng dẫn từ nguyên liệu, lựa chọn nguyên liệu, đó là cái cách cắt, cách xay, rồi cách làm mềm thịt. Đó rồi thầy hướng dẫn cái sản xuất cái sốt để ướp vào trong cái thịt xay và cũng như là cái để làm chả cũng như là cái thịt ba chỉ cắt ra từng miếng. Đó rồi thầy hướng dẫn cách bảo quản, đóng gói bảo quản. Đó, dùng cho nhiều ngày. Thầy hướng dẫn cách tổ chức bếp trung tâm, cách nướng thịt theo phương pháp hiện đại bằng lò nướng điện để đạt được miếng thịt nướng, chả nướng vàng, thơm, mềm mại và không bị khô. Nước mắm và đồ chua ăn kèm là hai yếu tố quan trọng thứ hai trong món bún chả Hà Nội. Nước mắm được pha chuẩn theo hương vị Hà Nội, được giữ nóng và ăn kèm với đồ chua rất đặc trưng. Đây là bí quyết mà thầy Y truyền dạy trong buổi học. Đó là hướng dẫn từ làm cái đồ chua ha, đồ chua trong cái bún chả. Đồ chua rất quan trọng ha, thầy hướng dẫn từ cắt thái bằng máy đến làm sốt để ngâm đồ chua, cách bảo quản đồ chua. Rồi thầy hướng dẫn làm nước mắm. Đó là nước mắm đặc trưng của bún chả Hà Nội. Cách giữ nóng nước mắm. Cách làm đồ chua, cách cắt thái, ngâm đồ chua từ đu đủ, cà rốt để đạt được độ chua ngọt và giòn khi kết hợp trong nước chấm thịt nướng. Cách bảo quản, sản xuất, đóng gói theo hướng công nghiệp, chế biến với số lượng lớn, bảo quản để sử dụng cho nhiều ngày đã được thầy Y chia sẻ để chế biến món bún chả Hà Nội với chi phí thấp và ít nhân công. Tất cả công tác chuẩn bị thầy hướng dẫn theo hướng công nghiệp, rồi cách bán hàng, cách bố trí bán hàng làm sao tốc độ nhanh, đưa ra những tô bún chả rất là nhanh. Như vậy thì nó mới đạt được cái tốc độ bán hàng trong cái ngành này. Và thầy giảm được cái chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu rất là lớn, giúp cho các bạn kinh doanh có thể đạt hiệu quả cao khi kinh doanh tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Cách sắp xếp quầy bán hàng, quy trình bán hàng nhanh, sử dụng ít nhân công, cách bày trí bát bún chả Hà Nội đẹp mắt, thơm ngon là những bí quyết mà thầy Y đã chia sẻ. Món bún chả Hà Nội đã được thầy Y nâng lên một đẳng cấp cao về hương vị và phương pháp chế biến, tạo cơ hội kinh doanh cho người Việt tại Việt Nam và trên khắp thế giới. Giờ đây, chị Diễm rất tự tin khi đã nắm bắt được những bí quyết để tạo ra món bún chả Hà Nội thơm ngon và đẳng cấp. Chị đã sẵn sàng để mở quán bún chả Hà Nội ngay tại Thụy Sĩ,
giúp cho người dân Thụy Sĩ có thể thưởng thức một món ăn ngon của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi chúc chị kinh doanh thành công.